Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên đó đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Câu chuyện nào thì nó cũng sẽ dần có được một cái kết quả tốt đẹp thôi. Và đương nhiên trong cái sự việc của cố ca sĩ thì chúng ta đã thấy rất là rõ ràng cái nghĩa cử cao đẹp, cái tình yêu thương chân thành mà cô ấy đã dành cho những người con, đó là vô bờ bến. Và trước sự ra đi của cố ca sĩ thì đã có rất là nhiều cô chú anh chị em cũng đã lên tiếng và hỏi rất là nhiều cái câu hỏi rằng là trong thời gian sắp tới không biết là những người con ấy sẽ như thế nào và ra làm sao, cũng giống như là không biết có ai đó có thể là săn sóc cho những người con để cho bớt hiu quạnh hay là không. Thì theo như mình biết là như thế này, khi mà cố ca sĩ qua đời rồi á, những người thân thương bên ekip của cô ấy vẫn luôn túc trực, vẫn luôn lo lắng cho những người con, bởi vì họ luôn xem cố ca sĩ giống như là chị cả vậy đó, luôn là một cái người mà bảo bọc che chở cho tất cả mọi người, cho nên rằng là họ đã cố gắng hết sức để có thể là lo cho các con, cũng giống như là người chị gái Wendy Phạm ở bên Mỹ cũng cố gắng để có thể là thực hiện theo cái di nguyện của mẹ mình và lo cho các em của mình, không để các em của mình thiếu thốn bất cứ một cái điều gì cả. Và những chú tiểu thì vẫn đang ở chùa, cho nên rằng là cũng khá là yên tâm, bởi vì các em đã có được một cái tính tự lập từ nhỏ rồi. Và các em biết được rằng là các em đang ở trong cái hoàn cảnh như thế nào, cho nên rằng là những cái việc mà cố ca sĩ đã dạy dỗ nè, để giúp cho các em biết được rằng là cái đường đời sắp tới, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì các con vẫn phải đứng vững và vẫn phải cố gắng nỗ lực hàng ngày, chứ không phải là dựa dẫm vào mẹ của mình. Cho nên rằng là trước sự ra đi này, tuy là nó có bỡ ngỡ và nó đột ngột quá, nhưng ít ra cô ấy đã để lại một cái năng lượng tích cực cho các con. Cho nên rằng là các em cũng nghĩ nó khá là đơn giản là mẹ của mình đi diễn ở xa và chưa về thôi. Đó. Mới vừa qua thì tất cả chúng ta cũng đã xem được những cái đoạn video, những cái đoạn live stream trực tiếp để chứng kiến được cái lễ 100 ngày của cố ca sĩ nó thật là long trọng, trọng đại, cũng giống như đã có rất là nhiều nghệ sĩ đến để có thể là chia buồn rồi cầu nguyện cho cố ca sĩ có thể là ra đi thanh thản, cũng giống như là rất là cảm động khi mà nhìn thấy những hình ảnh của các con cố ca sĩ rơi những giọt nước mắt. Và đó là một cái sự yêu thương vô bờ bến, chứ không phải là một cái câu chuyện diễn giải hay là diễn theo một cái bộ phim thế này thế kia, giống như là người đời người ta vẫn thường hay ganh ghét, người ta vẫn thường hay nói. Cho dù nói gì đi chăng nữa thì chúng ta có thể nhìn rõ vào cái sự thật rằng là không có một cái diễn viên nào có thể diễn mà làm cho cái câu chuyện nó xúc động và nó lay động đến tất cả những người có mặt ở đó và những người đang xem ở trên màn hình nhỏ. Cứ nhìn vào cái nét mặt, cái hình ảnh của Đức Hiếu đi, thì các bạn mới biết được rằng là em ấy là một minh chứng sống. Em ấy đã từng sống với cố ca sĩ từ nhỏ cho đến lớn, cho nên rằng là cái tình cảm của em nó như thế nào và ra làm sao thì mọi người sẽ biết được cố ca sĩ là một người yêu thương con của mình như thế nào. Ngày xưa khi mà còn mẹ thì Đức Hiếu luôn là một đứa con lúc nào cũng nũng nịu, lúc nào cũng cần có mẹ để có thể là tựa vào. Nhưng bây giờ em ấy đã là một người anh, là một cái chỗ dựa cho các em của mình. Thật sự khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh mà những người con còn bé bé của cố ca sĩ thì mình mới cảm thấy rằng là trời ơi, sao mà nó đau lòng đến vậy. Hôm nay á, mình nói những cái câu chuyện như thế này là mình chỉ nhắc về những người con thật sự là có hiếu với cố ca sĩ, là những người mà luôn dành cho cô ấy một cái sự yêu thương chân thành, chứ mình cũng chả buồn nói về những cái người kia. Tại vì sao, cho dù gì đi chăng nữa, hay là người ta có gieo rắc ra những cái nỗi sầu bi, cái sự ưu tư cho cố ca sĩ lúc mà cô ấy còn sống cho đến khi cô ấy ra đi mãi mãi, thì bây giờ người ta có lập hàng trăm, hàng nghìn cái nơi thờ phụng cố ca sĩ đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà làm cho chúng ta cảm thấy thôi khỏi uất nghẹn. Và mới vừa đây thì mình cũng đã nghe được chú Ba lên tiếng và nói rằng là mong rằng là những người anti cũng sẽ quay đầu để mà có thể là ủng hộ cho Cờ, rồi giúp cho Cờ có được một cái bước tăng tiến trong cuộc đời thế này thế kia. Thì theo như mình nghĩ như thế này,
cảm nhận của mỗi người thì nó sẽ mỗi khác, và cái cách suy nghĩ, cái cách nhìn người của mỗi người nó cũng sẽ hoàn toàn khác. Bây giờ bác Ba có thể là giúp cho Cờ và có thể là quan tâm đến Cờ, hoặc là có những cái lời khen có cánh đến cho Cờ, thì cái đó là bản thân của bác Ba thôi. Còn đối với các con ở đây á, thì con lại nghĩ như thế này. Cho dù á mà có hiếu hay là thể hiện cái lòng kính trọng mẹ mình gì đi chăng nữa, thì cũng không bằng một cái câu nói để lên tiếng và xác định được rằng là mẹ của mình là một cái người tuyệt vời đó bác Ba. Cái sự im lặng này nó không có phải là im lặng để có thể giúp cho người đã ra đi mãi mãi rồi có thể là thanh thản. Cái sự im lặng này nó chỉ giúp cho mọi sự nó rối ren và làm cho người ta suy nghĩ theo cái chiều hướng được gọi là tiêu cực và nghĩ sai lệch về cố ca sĩ mà thôi. Thôi thì bây giờ bác Ba có những cái lời khen có cánh cho Cờ thì bác Ba hãy cố gắng mà hả nâng đỡ thế này thế kia đi. Chứ còn bây giờ mà để mà nói những cái người mà thật sự là không có yêu thương nổi Cờ nữa mà để mà người ta lên tiếng để người ta bảo bọc cho Cờ thì không hề có đâu. Cho nên rằng là đương nhiên chung trường, chung bè thì phải có những cái lời khen rồi, chứ chẳng lẽ bây giờ mình chê cũng không có được, chê nó cũng sẽ rất là khó. Cho nên nó thôi thì ai làm gì đó thì làm, ai thể hiện rằng là mình thương mẹ hay gì đó thì cái đó là cái chuyện người ta thể hiện, người ta thể hiện để người ta chứng tỏ rằng là người ta lúc nào cũng nhớ về mẹ thôi, nhưng mà thực ra trong lòng của mình như thế nào thì bản thân của Cờ là cái người hiểu rõ nhất. Đó, gấp từng miếng cơm hay là gấp từng muỗng đũa thức ăn cho mẹ của mình, nhưng nó đâu có thể hiện được rằng là suốt bao nhiêu lâu qua đã gieo rắc cho cố ca sĩ biết bao nhiêu cái nỗi u uất. Và những cái điều đó đáng lẽ ra nó sẽ được chấm dứt và sẽ được giải tỏa, và đáng lẽ ra phía bên ekip của cố ca sĩ cũng sẽ thấy rất là thương Cờ. Nhưng bản thân của Cờ là muốn dựa vào cái câu chuyện đòi tiền cát xê để có thể là ra khỏi nhà của cố ca sĩ. Cho nên đến hiện tại bây giờ, cho dù có thể hiện cái tình cảm chân thành đối với mẹ của mình thì cũng không thể nào làm cho người khác nghĩ được rằng là Cờ luôn là một đứa con có hiếu đâu. Nếu như có hiếu thì không bao giờ mà để mẹ của mình phải chịu áp lực của dư luận trong suốt một cái khoảng thời gian dài như vậy. Nếu như có hiếu thì sẽ lên tiếng và bảo vệ cho mẹ của mình bằng mọi cách, bằng mọi giá. Nếu như có hiếu thì sẽ nói với những người yêu mến hâm mộ mình là ngưng những cái câu chuyện đó lại và đừng nên xúc phạm cái người mà đã mất. Nếu như mà có hiếu thì sẽ là cái người dẫn dắt cái câu chuyện nó đi theo một cái chiều hướng được gọi rằng là yêu thương vô bờ bến, chứ không phải để cho người này hạch hoẹ, người kia hạch hoẹ. Và đến bây giờ mình đã thấy được một cái sự được gọi là quay xe. Ngay từ đầu những cái người mà đã lên tiếng mà nói những cái điều tiếng không hay về cố ca sĩ bây giờ cũng đã lên và nói rằng là bản thân của Cờ luôn yêu thương và coi cố ca sĩ giống như là mẹ của mình. Cái tình cảm chân thành đó là em giữ mãi ở trong tim. Nếu như ngay từ đầu các bạn nói như vậy á, thì đến hiện tại bây giờ nó đâu có cái cớ sự như vậy. Và nếu như các bạn không châm ngòi cho những cái câu chuyện thì đến hiện tại bây giờ làm gì mà nó hụt hẳng đến như vậy. Cho nên từ đầu cũng là các bạn gieo ra, rồi cái kết cũng là các bạn quay xe. Cho nên á, nói đi nói về thì mọi cái câu chuyện nó đều là một cái kết của bản thân Cờ đã không biết gìn giữ và giữ gìn cái tình cảm chân thành ấy. Cho nên là bây giờ có ai mà tung hô hay là có ai nói rằng là Cờ là cái người con có hiếu hay là cái người mà luôn được dạy dỗ bởi những cái điều hay lẽ phải thì cái đó là chuyện của họ. Tương lai thì nó còn dài và mình cũng chưa biết trước được cái điều gì cả. Ngày hôm nay thì họ còn đang dựa dẫm vào nhau và có thể là kiếm chắc được trên cái mối quan hệ này. Cho nên là họ nói sao cũng được, họ nói sai thành đúng thì tất cả mọi người cũng nghe. Chứ nhưng mà một khi mà trong cái sự việc làm ăn chia trái thế này thế kia nó không rõ ràng thì quay xe nó là mấy hồi đâu, đúng không ạ? Cho nên á, bây giờ khen ngợi thì cứ khen ngợi thôi, chứ mà mai mốt nó lại khác mình đâu có biết được. Là bác Ba cố gắng tập luyện cũng giống như là trau dồi cho Cờ trở thành một người mà giống như bác Ba đang suy nghĩ đi. Đó.
để bác ba mới thấu hiểu được rằng là bao nhiêu lâu qua phía bên ekip của cố ca sĩ, những người luôn dành cho cờ một cái sự yêu thương chân thành thì lại phớt lờ đi và có thể là dẹp bỏ hết á. Thì đương nhiên rằng là nó sẽ có cái lý do, nó sẽ có cái nguyên nhân ở trong đó, cho nên là ai muốn nói gì nói. Còn bác ba muốn tung hô lên cỡ nào bác ba tung hô, đến một lúc nào đó thì bác ba cũng sẽ là cái người mà nhận định được đâu là đúng đâu là sai thôi. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.